Soi thái độ của 12 cung hoàng đạo, trước người mình thầm thương trộn nhớ. Đứng trước người mình thầm thương trộn nhớ, thái độ của 12 chồng sao sẽ như thế nào? Hãy cùng xem, biểu hiện của từng cung hoàng đạo, khi ấy sẽ ra sao nhé. Một chồng sao Bạch Dương Là người thẳng tính, không bao giờ thích nói chuyện vòng vo, nên Bạch Dương sẽ thể hiện rõ, bản thân là người thích ai, bằng cách nói ra, hoặc bằng những hành động quan tâm cụ thể bạn sẽ được chìm đắm trong sự ấm áp chăm sóc nồng nàn mà họ dành cho bạn vì vốn dĩ bạch dương rất khó giấu tình cảm của mình bạch dương đề cao niềm đam mê và sự phiêu lưu nên họ thích đề nghị dẫn bạn đi chơi xem phim hoặc tham gia nhiều hoạt động khác nhau nếu bạch dương thích bạn họ sẽ sẵn sàng chia sẻ những sở thích mang đầy tính trí tuệ cùng bạn cái tôi của bạch dương luôn được đề cao thế nên nếu họ bỏ ra chút thời gian để chú tâm thì đó là dấu hiệu cho thấy tình yêu của họ dành cho bạn hai chồng sao kim ngưu kim ngưu luôn đề cao vấn đề an toàn nên họ rất sợ thất bại khi tỏ tình ai đó mà không thành công vì thế dù thầm thương trộn nhớ ai họ cũng khó có thể nói ra vì không biết biểu đạt tình cảm thế nào nên họ sẽ dùng cách nói nhiều để thu hút sự chú ý của đối phương đôi khi, họ thường làm ngược lại, với những gì bản thân đang nghĩ. Dù rất thích, nhưng họ vẫn sẽ tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với bạn. Bất cứ khi nào, bạn đi cùng một người khác giới, hãy quan sát phản ứng của Kim Ngưu vì thích bạn, mà không được nói ra, nên họ sẽ trở nên bồn chồn, không yên, và có thể để lòng ghen tuông của mình, nhảy bổ ra ngoài. 3. Chồng sao song tử Song tử rất ranh ma, khéo léo trong chuyện tình cảm nên cách yêu của cung hoàng đạo này không hề tĩnh lặng như kim ngưu với ưu thế giỏi giao tiếp hơn những người khác nên khi đã có đối tượng phù hợp song tử ngay lập tức tấn công bằng những lời nói vô cùng hợp tình hợp lý họ nói và chọc cười bạn nhiều hơn thậm chí sẵn sàng nói những lời tán tỉnh nửa thật nửa đùa tuy nhiên đến khi cảm nhận rằng bạn cũng có tình cảm song tử sẽ bắt đầu thổ lộ với bạn, một cách riêng tư, và trong một thời điểm thân mật. 4. Chồng sao cự giải Thiên về lối sống nội tâm, nên cách yêu của cung hoàng đạo cự giải khá khác biệt. Đôi khi, họ chỉ cần được ở gần người mình thích là đủ, không cần phải nói ra làm gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là, họ không có những cử chỉ lãng mạn dành cho bạn. Cự giải khi thích hoặc yêu, rất hay nhìn chầm chầm vào bạn, mỉm cười đối với những điều bạn kể đôi khi là ngay cả trêu chọc bạn họ thích dùng chuyện kể về bản thân như là cách để xích hai người lại gần nhau hơn họ sẵn lòng chờ cho đến khi thời điểm chín mùi mới nói ra lòng mình năm chồng sao sư tử sư tử vô cùng tự tin nên khi thích ai đó họ không ngại gặp để bày tỏ sư tử một khi đã yêu sẽ luôn muốn được trải nghiệm từng khoảnh khắc chìm sâu trong giấc ngủ và tỉnh giấc cùng bạn. Họ luôn tỏ ra hào phòng với người mà họ đem lòng yêu mến. Một dấu hiệu cho thấy sư tử yêu bạn là khi họ bộc lộ sự ghen tuông ra ngoài. Hãy quan sát phản ứng của sư tử khi hai người ở cùng những người khác giới khác. Khi một sư tử yêu bạn, họ sẽ cảm thấy không vui khi một người khác giới rủ bạn đi chơi. 6. Chồng sao xử nữ Sử nữ nhút nhát, hay e ngại, nên nếu có thầm thương trộm nhớ ai, họ cũng không chủ động thú nhận tình cảm, họ luôn đợi người khác theo đuổi trước. Trong lúc đó, họ âm thầm tìm hiểu bạn và bạn dễ dàng nhận ra, khi họ luôn bận tâm rất nhiều đến bạn và muốn thể hiện để làm bạn hài lòng tức thì. Họ sẽ dành thời gian cùng bạn, nói chuyện và tìm hiểu những thứ nhỏ nhất về bạn. Sử nữ không bao giờ muốn lãng phí thời gian quý giá Họ cực kỳ nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Nếu họ chia sẻ những điểm riêng biệt của họ với bạn, chắc chắn đó là dấu hiệu của sự thu hút. Nếu một sự nữ ca ngợi về bạn như thông minh, vui tính thì đó chính là biểu hiện họ yêu bạn rồi đó. 7. Chồng sao Thiên Bình. Thiên Bình tò mò về cuộc sống mà người họ thích nhưng không thể hiện lộ liễu tình cảm. Họ càng tập trung vào đời tư của bạn bao nhiêu, càng thể hiện họ yêu bạn nhiều bấy nhiêu. Đừng thấy lạ, khi họ tìm bạn để nói chuyện, thậm chí không ngừng nói những lời mật ngọt thì đó là dấu hiệu cho thấy họ đã phải lòng bạn. Thiên Bình có tính rất hay do dự, nên cách yêu của cung hoàng đạo này cũng thể hiện điều đó. Họ suy nghĩ và phân vân rất nhiều, tuy nhiên, hãy để ý đến ánh mắt của họ dành cho bạn. Một ánh mắt lấp lánh Dường như chứa đựng hàng ngàn điều muốn nói, chứng tỏ họ rất yêu bạn rồi. 8. Chồng sao bọ cạp. Bọ cạp chỉ lạnh lùng, vô tâm với người mình không yêu. Khi đã thầm thương trộm nhớ ai, họ sẽ tìm tất cả các cơ hội để được gần với người ấy nhất. Những người này không ngại theo đuổi bạn. Họ ra sức quyến rũ và trêu chọc bạn một cách dễ thương nhất. Ngoài ra, họ luôn cố gắng hết sức để bảo vệ người mình yêu thương vì thế họ sẽ mang đến cho bạn sự bảo vệ tận tâm và tình yêu nồng cháy nhưng nên nhớ trong tình yêu họ rất nhạy cảm và sâu sắc nhưng cũng vô cùng tỉnh táo và không bi lụy đâu chín chồng sao nhân mã thầm yêu ai đó nhân mã sẽ không chính thức bày tỏ mà chọn cách xây dựng tình cảm từ từ với mong muốn là sẽ nảy sinh mối quan hệ bền vững họ thường rủ rê bạn đi chơi, đi du lịch, khám phá những điều thú vị. Nhân mã sẽ nói chuyện rất cởi mở với bạn, về các dự định tương lai, đơn giản như, tối nay ăn gì, mai đi chơi ở đâu. Sau đó, sẽ là một vài lưu ý của họ, về việc họ cảm thấy, muốn làm những việc đó cùng bạn, và cuối cùng là cảm xúc, không chỉ là bạn bè của họ đối với bạn. 10. Chồng sao ma kết Nếu có tình cảm với ai, Ma Kết sẽ lên kế hoạch tấn công, từ việc tiếp cận và trở nên thân thiết, quen thuộc với bạn lúc nào không hay. Ma Kết sẽ tỏ ra hài hước, hoặc đặc biệt khi bên bạn, bởi bình thường Ma Kết khá nghiêm trang, nhiều khi còn lạnh lùng và hơi cứng nhắc. Dù là người coi trọng những gì liên quan tới đời sống riêng tư, nhưng khi thích bạn, họ sẵn lòng mời bạn tới nhà chơi để có cơ hội tìm hiểu về con người thật của họ. 11. Chồng sao Bảo Bình Dù là người thông minh, bản lĩnh, nhưng khi đứng trước người họ thầm cảm mến, Bảo Bình bỗng đột nhiên trở nên ngốc nghếch, trí nhớ giảm sút, nói không rõ lời, linh tinh lộn xộn. Bảo Bình thường không tiết lộ, cho người khác biết, những cảm xúc thật sự của mình, nên dù có tình cảm, thì họ vẫn hành động như thể họ không hề thích. Bảo Bình quen với việc, bỏ qua lợi ích của mình, vì lợi ích của tập thể. Bảo Bình sẽ gặp phải một cú sốc khi họ tự cho phép mình để bạn trở thành điều vô cùng quan trọng và đề cao bạn quá trong cuộc sống của họ. 12, chồng sao Song Ngư. Song Ngư vô cùng nhát gan trong tình yêu, khi phải lòng ai đó, Song Ngư không dám thú nhận, ngoài ra còn tỏ thái độ mất bình tĩnh trước đối phương. Song Ngư luôn muốn sống riêng với những mộng mơ của mình và khi có cảm tình với ai đó, họ mong đối phương cũng hiểu được phần nào về con người họ vì thế họ sẵn lòng tâm sự những ước mơ mục tiêu của mình ngoài ra họ thường giữ khoảng cách với mọi người nên nếu họ để bạn chạm vào họ một cái nắm tay một nụ hôn lên má thì có nghĩa là họ đã sẵn sàng để tiến xa hơn với bạn